Tiếp tục là cái vấn đề anh em Roda, nhiều anh em kêu Roda sao chết Buri, và nguyên nhân tại vì sao những cái máy cái những Buri thường ngày nó không chạy được. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia La nha. Thì trước mặt anh em ai thì đang có một con máy cắt cỏ Kawasaki TJ53 anh em. Thì con này thì Thiền chốt về Roda cho một khách ở Khánh Hòa. Thì trong video hôm nay Thiền sẽ có một quà lưu ý cho anh em khi anh em Roda máy tại nhà ha. Và Thiền sẽ nói kỹ hơn một tí về cái phần Buri của máy để anh em hiểu rõ hơn về con Kawasaki TJ53 luôn. Thì giờ mời anh em lại gần đi để chúng ta xem một tí cho nó rõ nha. Trên con cắt cỏ Kawasaki TJ53 này thì anh em biết là nó là một dòng con máy công suất rất là lớn, nòng 44 ly, và hiện tại anh em đang ưa chuộng mẫu này rất là nhiều bởi vì công suất khỏe anh em phát cước rất là nhanh và an toàn hiệu quả. Và khi anh em nhận máy về thì cái đầu máy thì sẽ đóng rơi ra ha, thì sẽ đóng rơi cái đầu máy ra, cái cần máy đóng rơi là như thế này. Anh em đô đai á thì anh em muốn nổ máy nha, chưa nói tới vấn đề đô đai mới nổ máy thôi, thì anh em phải bắt cái cần vào. Một là bắt cái cần vào ha, cái bắp chuối này dính trong ống cần anh em, cái này bắp chuối của Thiền để tết máy hoặc đô đai thôi, hoặc là anh em phải mở bộ côn ra rồi anh em mới nổ. Có nhiều anh em cứ nhận máy về là chưa có bộ côn, chưa có bắp chuối nè, nó có bộ côn không thôi, các anh em nổ máy lên thì nó sẽ dẫn đến rằng là bộ côn anh em lên ga nó bung quá chớn á, nhiều khi nó đứt lò xo, nó gãy lò xo, nó bắn vào người anh em rất nguy hiểm nha. Nên lưu ý Thiền, nhận máy thì cái đầu máy này nó chưa gấp gì hết á, thì anh em phải lắp ống cần vào thì mới nổ máy được nha, đó là cái đầu tiên. Vấn đề thứ hai á, thì cũng như vậy anh em, có nghĩa là anh em phải một là mở côn, hai là lắp ống bộ cần vào anh em mới đô đa được ha. Và khi đô đa á thì anh em lưu ý em Thiền là 15 đến 20 phút thì anh em phải lại anh em nẹt ga anh em ping mấy cái này, anh em tống nhất thừa ra ngoài. Những con máy bình thường anh em, những con máy khác á thì cái bô cái nhớt á nó ra ngoài rất ít, nhưng mà trên TJ53 này thì nó ra ngoài rất là nhiều nha anh em ha. Đây, nhất thừa nó ra rất là nhiều luôn. Có nhiều anh em gặp những tình trạng như thế này, anh em kêu là cái máy nó bị sao hay sao mà nhớt nó bắn ra mà túa lu tu hết. Cái này là thì nãy thì roda ngoài thùng á, đây thì cầm vô thôi á, chứ còn ngoài thùng là nhớt anh em nó chạy xuống á, cả một vùng vũng ở dưới luôn nè. Nhất thừa đó thì hơn chuyện hoàn toàn bình thường nha, chứ không phải là máy bị sao đâu anh em. Rồi, tiếp tục là cái vấn đề anh em roda, nhiều anh em kêu roda sao chết Buri. Thì tại vì thứ như thế này anh em ha, tại vì anh em không nẹt ga đó, như này thì nói anh em là 15-20 phút đó, anh em phải nẹt ga để tống nhất thừa ra ngoài. Có nhiều anh em là ví dụ như roda đúng không, cứ để kiểu như kệ bà nó nổ, chừng nào nó tắt á, anh em không có lại nẹt ga này nọ thì nó rất dễ dẫn đến tình trạng chết Buri nha. Nhờ nhớt trong nòng nó dư, anh em dư nhiều quá và anh em không nẹt ga lớn để tống nhất thừa nó ra thì nó dễ tình trạng chết Buri nha. Và có nhiều anh em kêu là khi roda thì lắp Buri rẻ tiền vô roda được không? Cũng được anh em ha, nếu mà anh em có Buri rẻ tiền hoặc là Buri khác anh em lắp vô roda cũng được, không sao hết, chứ không bắt buộc nha, không phải bắt buộc anh em phải lắp Buri thường này roda, còn Buri rin là đừng roda, là không có chuyện đó nha anh em ha. Máy của Thiền hồi giờ anh em bán thì hướng dẫn anh em nó cứ 15-20 phút là nổ là lại nẹt ga pin thì Buri rin nó cũng rất là bền và không bao giờ nó chết hết á, còn anh em roda sai cách thì nó mới chết Buri nha. Rồi tiếp tục một vấn đề nữa là về con Kawasaki TJ53 này, thì tại vì sao mà Thiền thường nói anh em là TJ53 anh em thường mua Buri BBMR8i này để anh em sơ cua. Thì nó có một vài nguyên nhân sau anh em. Đầu tiên á, chắc chắn rồi, Buri BBMR8i của NGK này là Buri rin của máy Kawasaki, và hiện tại của máy cắt cỏ thì theo Thiền biết thì Buri này nó là tốt nhất rồi anh em ha. Có chỉ số điện trở, có điện trở và chỉ số tâm nhiệt là 8 và kiểu đánh lửa là y nè ha. Thì Buri này thì thấy nó là ok nhất trong những cái Buri cắt cỏ hai thì rồi nha, cắt cỏ cưa hai thì. Và có nhiều lúc trước thì nói anh em là những cái Buri thường hoặc là Buri NGK luôn, nhưng mà Buri 6A á lắp vào con Kawasaki TJ53 này á thì nó sẽ bị tình trạng là chạy nóng lên nó không có nổ hoặc là chạy không có được. Thì Thiền gặp nhiều rồi anh em nên Thiền mới nói như vậy, và đảm bảo anh em luôn, chắc chắn là Buri, những Buri thường này lắp lên TJ53 chạy không có được đâu anh em. Anh em có thể nhiều anh em kêu là ủa tôi lắp vô rồi tôi roda rồi vẫn được mà sao tại sao chạy không được, thì đúng roda được anh em, lắp những Buri này vô roda vẫn được nha, Buri 6A roda vẫn được, nhưng khi chạy là nó là câu chuyện hoàn toàn khác ha. Máy nóng hơn, áp suất lớn hơn thì Buri dởm và Buri cỡ tầm Buri NGK6A trở xuống á nó chịu không nổi anh em ha, nên nó phải dùng Buri 8i nó mới ok cho cái máy Kawasaki TJ53 này. Và nguyên nhân tại vì sao những cái máy cái những Buri thường ngày nó không chạy được thì theo Thiền nghĩ, cái này thì theo Thiền nghĩ thôi nha anh em, chứ không phải cái này thì theo Thiền suy đoán suy luận nó ra thôi, chứ không phải là ai nghiên cứu gì hết mà nó ra nên không dám chắc nha. Nhưng mà theo Thiền nghĩ nó như thế này nè, cái Buri cái IC của con Kawasaki TJ53 này là IC digital anh em, là IC điện tử đó IC thì có hai dạng là digital và analog ha.
thì cái analog là những cái IC bình thường á, còn IC những cái IC đời mới bây giờ là IC điện tử này, IC digital. Và IC digital á thì là IC điện tử đúng không? Thì nó trong cái IC á nó có một cái mặt điện tử này ha, và nó quyết định qua cái mặt điện tử đó, nó hoạt động qua cái mặt điện tử đó. Và cái buri mà có điện trở này, có chữ R này, thì tầm khoảng nửa năm trước hoặc là hơn nửa năm trước á thì có làm một đoạn video thì nói cái về cái chữ R điện trở này. Có nhiều anh em kêu là R điện trở, có điện trở, buri có điện trở mà chưa biết điện trở là cái gì á. Thì giờ anh em lại anh nghe lại cái ngày xưa thì nói như thế nào nha. Có điện trở này nọ, nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa biết cái điện trở là cái gì anh em ha. Thì anh em biết rồi đó, buri là một gọi là một linh kiện ha, một phụ kiện đánh lửa mà khi nó hoạt động á thì nó ra tia lửa điện, mà tia lửa điện nó gây ra cái nhiễu sóng điện từ anh em ha. Và cái nhiễu sóng điện từ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những thiết bị điện tử khác. Đó, thì cái chữ R này là cái điện trở, và cái điện trở này để triệt tiêu những cái nhiễu sóng điện từ nha anh em. Bởi vì khi buri nó hoạt động thì nó ra tia lửa điện, mà tia lửa điện nó thì nó làm nhiễu sóng điện từ. Và nếu cái buri mà nó không có điện trở thì cái nhiễu sóng điện từ của buri nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái mạch điện trong IC. Nên đó là lý do mà tại sao những cái buri thường ha, những buri không có điện trở dùng trên Kawasaki Toyama không được anh em có thể nổ được, anh em có thể roda được, nhưng khi vào tải dùng tầm khoảng nửa tiếng sau là nó cài lâm hoặc là tắt máy một cái là nó không chịu nổ luôn. À, thì đó là những cái nguyên nhân theo thì suy nghĩ nha, chứ còn cái này thì cũng không dám chắc đâu, nhưng mà nghĩ nó là đúng anh em. Bởi vì rất thực tế đó là những anh em nào đã lắp những cái buri 6A hoặc là những cái buri thường này lên Toyama anh em dùng thì đều cho Thiện một cái đánh giá đó là lắp không chạy không có được anh em. Roda thì ok, còn mà chạy về da lâu và già thì đảm bảo chạy một bình xăng thôi là bắt đầu nó có vấn đề về cái buri rồi ha. Nên những cái buri Tami này thì nó cực kỳ thiết yếu cho con Kawasaki Toyama luôn ha. Và buri này hiện tại đang bán lẻ là 101 nha anh em, 101 một cái ha, thì không phải đơn giản lắm. Một con buri 101, một buri là 20.000 đâu anh em ha. Nó khác nhau về chất lượng, cũng đâu đúc nè ha, cũng là tia lửa này nọ đó. Còn nhiều anh em ví dụ như ngày xưa luôn thì cũng có cái khái niệm là một con này công suất lớn rồi nó xài buri xịn, mà đó thì người ta tầm bậy á. Bởi vì nhiều con máy cưa xích nó lớn hơn nhiều đúng không, mà lắp buri 20.000 vô chạy cũng được khá khá anh em, tuần 10 ngày là ok. Mà riêng con Toyota Tundra này lắp buri 20.000 này vô là chạy một bình xăng thôi là dục buri luôn ha. Thì theo thì nghĩ đó là cái về cái IC nha anh em. Rồi anh em nào qua video này thì anh em mình rõ hiểu rõ hơn về cái cách roda máy ha, và roda tầm khoảng 2 bình xăng là ok nha anh em, để anh em mình roda nó đúng hơn. Và anh em nếu anh em hỏi Thiện là có cần roda hay không thì Thiện xin trả lời là có cần roda nha anh em. Và nếu mà anh em hỏi nữa, nếu không roda thì có bị hư hay máy hay không thì cái đó không biết anh em ha, không biết, không có sách vở nào kêu là không roda là chạy hư máy đó. Nhưng mà chúng ta roda cho nó an tâm hơn ha, an tâm hơn, sử dụng cho nó yên tâm hơn vậy thôi anh em ha. Chứ còn mà không roda về xài luôn á thì cũng có anh em không roda về xài luôn á cũng không có hư đâu, nhưng mà mình cứ roda cho nó chắc anh em ha, cho nó chắc. Rồi anh em nào quan tâm về Kawasaki Toyama này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc là số điện thoại em không bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tôi quan kỹ hơn về mẫu này để anh em biết thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và tham khảo anh em một video tiếp theo nhé.